Rồi chúng ta thấy lọc ánh xanh thì chúng ta sẽ thấy nó màu xanh xanh tím. Đó, một số gọi là xanh ngọc vẫn được, không sao hết. Thì rồi, xin chào, mời cả nhà xem cái video làm mắt kính tại chuỗi mắt kính Titan. Chúng ta sẽ bắt đầu dùng cái gọng này đưa vào cái máy quét. Cho máy nó tự động quét thì chúng ta sẽ nhập dữ liệu vào cái máy định tâm như thế này. Bây giờ Hòa sẽ làm một cái kính nói về cái chức năng mà lọc ánh xanh nó có chống được tia UV hay không. Rất là nhiều các bạn đang phân vân ở cái điều là giữa tia UV và lọc ánh xanh thì cái nào nó tốt hơn, và cái lọc ánh xanh thì nó có bao phủ được cái lọc tia UV hay không. Thì hôm nay là làm video giúp cho các bạn hiểu rõ thêm, chúng ta sẽ xem rằng kính lọc ánh xanh nó như thế nào, vì nó có tác dụng hơn cái tia UV ở chỗ nào, nên dùng lọc ánh xanh hay là dùng chống tia UV. Thì trong cái quá trình mà làm thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sản phẩm mà lọc ánh xanh thì nó bao phủ luôn cả lọc tia UV, nên chúng ta yên tâm, tất cả mọi người đang dùng lọc ánh xanh khá là yên tâm, vì nó có cái chức năng hỗ trợ cho chúng ta đi ra ngoài nắng luôn. Khi mà đi ngoài nắng, tia UV nó chiếu vô thì nó qua cái lớp phủ của chiếc mắt kính lọc ánh xanh thì nó hỗ trợ luôn lọc tia UV, nên các bạn không có lo lắng về cái điều đó. Nên chúng ta lựa chọn là lọc ánh xanh là đúng rồi. Tuy nhiên là chi phí của cái dòng sản phẩm này nó cao hơn cái dòng tia UV, nên chúng ta phân vân. Rồi chúng ta xem thêm cái quy trình làm một chiếc kính lọc ánh xanh này, với hai là cái độ nhận diện nó như thế nào, để chúng ta biết rằng nên dùng cái sản phẩm nào cho nó phù hợp. Trên tay mình đang cầm là một cặp mắt lọc ánh sáng xanh. Đấy, chúng ta sẽ thấy không? Tên là Selfie 1.55S với độ cận là 3.5 độ cận. Và đây là Blue Control, là một trong cái lớp phủ nó có đầy đủ ở trên bề mặt này, lọc ánh sáng xanh và chống tia UV, chống bám nước, chống bám bụi, ít chảy. Nên chúng ta dùng một cái cặp mắt như thế này để bảo vệ đôi mắt thì chúng ta thường xuyên làm việc trên máy tính là đúng rồi. Tuy nhiên vẫn có thể sử dụng đi ra cả ngoài đường nếu như trường hợp chúng ta đi ra ngoài nắng. Và bây giờ họ sẽ làm một cái bước là kiểm tra cái sản phẩm này. Trước khi mà làm vào cái kính thì chúng ta phải kiểm tra bề mặt nó có bị chảy trước gì không, đúng không ạ? Đó, bề mặt trước và bề mặt sau. Rồi chúng ta thấy lọc ánh xanh thì chúng ta sẽ thấy nó màu xanh xanh tím. Đó, một số gọi là xanh ngọc vẫn được, không sao hết. Thì rồi bây giờ chúng ta làm, chúng ta phải kiểm tra lại số độ, coi độ chính xác như thế nào. Rồi cái phần này nó khá là liên quan tới cái mắt, nên chúng ta còn kiểm tra kỹ là mắt nó phải là cận 3.5 đó. Rồi ta xác định tâm. Rồi xong cái phần này thì ta cũng sử dụng cái máy này để định dạng cho máy mài, nó mài tự động 22. Chúng ta nhập thông tin vào giúp cho máy nó xác định rõ. Rồi copy qua đây. Rồi chúng ta cũng di chuyển đúng cái tâm mắt này. Này đúng cái tâm mắt. Đó, ví dụ cái tâm chính xác như vậy thì người đeo dễ dàng và an toàn hơn và dịu mắt. Độ đúng, làm đúng, đặc biệt là tâm mắt phải đúng. Rồi cái phần này thì chúng ta cũng phải bảo vệ cái mắt kính, tránh trường hợp nó bị va chạm nhiều với chảy xước, thì khi đó chúng ta phải có miếng lót ở đây. Đấy, miếng keo dán. Đó, chúng ta thấy trên bề mặt chúng ta cũng dùng miếng keo dán để nó bảo vệ cái mắt, tránh trường hợp nó bị chảy xước. Mài xong thôi thì ta cũng đưa vào máy cho nó mài thôi. Rồi chỉ hoạt động trong vòng 6 đến 8 phút là xong cái mắt kính này. Thì lát nữa chúng ta xem kỹ hơn cái phần hoàn thiện của chiếc mắt kính là 3.50 sẽ như thế nào. Trong khi mà cái máy nó hoạt động của mắt phải thì chúng ta cũng tiếp tục kiểm tra cái mắt trái. Đây là mắt trái ha. Nên chúng ta phải làm bước 1 để tránh trường hợp nó lẫn lộn mắt này qua mắt kia. Rồi kiểm tra bề mặt đúng sản phẩm rồi thì ta kiểm tra lại số độ. Bây giờ mắt trái là 3.25, chúng ta cũng thấy rõ ràng 3.25. Rồi, xác định đúng tâm rồi, chúng ta cũng định vị ạ. Rồi qua bên này chúng ta cũng xác định mắt trái. Rồi chuyển qua mắt trái. Đây chúng ta cũng xác định hoàn tâm. Cái tâm mà đen đen này chúng ta cũng xác định đúng. Rồi xác định đúng rồi, chúng ta sẽ thả cái phần giữ lại. Rồi giữ chặt rồi thì chúng ta dùng cái nấm
Rồi, vậy là xong cái quá trình làm tiếp cái này. Chúng ta đợi trong vòng 6 đến 8 phút là hoàn thiện rồi. Chúng ta sẽ kỹ thêm cái phần chi tiết vào một cái động kính như thế này. Chúng ta biết rằng là kính lọc ánh sáng xanh phủ được cả lớp tiêu UV luôn. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Đây, chúng ta sẽ xem một cái kính sau khi hoàn tất cái dòng mà lọc ánh sáng xanh có đầy đủ các chức năng hỗ trợ luôn cả chống tiêu UV trong này luôn. Nên các bạn hay phân vân về cái điều là lọc ánh sáng xanh rồi có chống được tiêu UV hay không thì chúng ta mới yên tâm. Trong cái này nó có đầy đủ các cái chức năng là chống chói, chống tiêu UV, ít chày, ít bám bụi. Tuy nhiên là lọc luôn cả tiêu UV, lọc luôn cả lọc ánh sáng xanh. Nên đã dùng cái dòng mà lọc ánh sáng xanh rồi thì chúng ta yên tâm. Hiện nay trên cái sản phẩm đó là cái dòng của Nhật Hoya như thế này. Đó, rồi chúng ta xem kỹ được thêm cái bề mặt sau khi làm kính đây. Đó, chi tiết rõ ràng hơn sau cái kính mà chúng ta hoàn tất. Chỉ sau 6 phút là chúng ta hoàn thành rồi. Đấy, các bạn xem kỹ thêm để chúng ta hiểu về cái điều này. Vừa xem luôn cả độ dày này. Đấy, độ dày. Đấy. Rồi, vào cái kính này, nó đều như thế này thì giúp cho chúng ta kính nó rất là đẹp. Đặc biệt nó hỗ trợ cho đeo bảo vệ mắt khi mà đi ra cả trời nắng, cả ngồi máy tính luôn. Chống tiêu UV thì chúng ta đi ra ngoài nắng là chính. Nếu trường hợp mà chúng ta bị chói đi ra nắng thì cái sản phẩm này nó hỗ trợ luôn. Hoặc là chúng ta ngồi trong máy tính đều được, điện thoại đều an toàn. Đây là một trong những dòng hiện nay được dùng nhiều của mắt kính titan. Rất nhiều anh chị dùng sản phẩm như thế này. Nếu các bạn có cái câu hỏi hoặc liên quan tới những sản phẩm chống tiêu UV thì chúng ta comment ở phía dưới video như này. Video đây hỗ trợ giúp cho các bạn hiểu rõ thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn mong muốn có video mới thì chúng ta subscribe vào kênh, nhấn vào cái chuông có video mới. Xin chào.